Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cho anh em một cái phiên bản slip cực kỳ VIP nhá. Cái phiên bản này mình thấy nó rất là mượt, farm cực kỳ nhanh, farm với tốc độ ánh sáng luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở cái bản slip này lên cho anh em xem. Đó, mình sẽ sử dụng Flusu V17 nhá. Đó, mình sẽ dán cái slip vào đây, mình sẽ hướng dẫn cách để sử dụng nó nhá. Đầu tiên thì các bạn dán slip vào đây cho mình. Đó, dán cái slip mà các bạn vừa copy vào đây. Đó, paste vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ bấm from tab cho mình để các bạn mở nó lên nhá. Đó, sau khi mở xong thì các bạn sẽ ẩn vào cái menu của Flusu đi. Ở cái menu này thì các bạn sẽ bấm vào Blog Food 2 cho mình. Đó, trong này thì nó có rất là nhiều những cái bản slip ngon, những bản slip VIP nhá. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nói về một cái bản slip cực kỳ ngon. Nó có tên là, đây, mình sẽ kéo lên nhá. Ở trên này anh em ơi, nó có tên là FTS GUI. Đó, mình sẽ bấm vào cái slip này. Sau đó thì mình sẽ ẩn cái menu này đi. Ok chưa? Đây anh em ơi, khi anh em mở cái menu này lên thì nó đi cực kỳ nhanh. Đó, các bạn nhìn không? Ui, nó đi như hack luôn các bạn ơi. Đó. Sau đi mọi người, mình đang bị vướng cái bàn phím này. Mình chưa biết làm nào để mình tắt bỏ cái bàn phím này đi. Mình đang lắp với chuột với bàn phím không dây anh em ạ. Đó, các bạn nhìn không? Đi thì cực kỳ chất luôn nhá. Mình vẫn chưa tìm được cái cách để mình tắt bỏ cái bàn phím này đi, xem nó như nào. Các bạn đợi một chút. Rồi, ok, mình tắt được bàn phím. Mình cứ bấm bàn phím mà nó hiện lên anh em ạ. Rất là mất việc. Ok, thì mình sẽ không dùng bàn phím nữa nhá. Nói chung là nó đi cực kỳ nhanh. Còn bây giờ thì mình sẽ test chức năng cho anh em xem nhá. Mình sẽ test chức năng. Thì các bạn nhìn thấy cái dấu màu đen này không? Nó là cái menu của nó, để các bạn sẽ bấm vào thì nó sẽ hiện cái menu lên. Và bây giờ thì mình sẽ bấm vào select này. Mình sẽ chọn vũ khí mà mình muốn farm. Sau đó thì các bạn sẽ bật auto farm. Đó, các bạn nhìn nó farm nhá. Nhìn tốc độ nó farm nhá các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn nó lặn farm này. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ nhanh. Đó, các bạn thấy không? Nó làm một lúc vài nhiệm vụ luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Nói chung là một cái phiên bản farm nhanh kinh khủng luôn. Mình chưa chơi một cái phiên bản nào mà nó ngon như cái phiên bản này. Nó farm nhanh như cái phiên bản này. Và cái điều đặc biệt là nó tương thích với máy cấu hình yếu rất là tốt nhá. Những bạn nào đang sử dụng máy cấu hình yếu mà các bạn muốn farm nhanh, muốn tăng tốc độ farm thì các bạn tải cho mình cái sớm bên này. Đó, link thì mình sẽ để trong phần mô tả nhá. Các bạn thấy không? Nó farm kinh khủng luôn. Đó, nó farm tốc độ phải gọi là ánh sáng luôn. Tốc độ di chuyển, tốc độ farm, tất cả mọi thứ đều nhanh. Các bạn không cần phải bật vào cái gì cả. Các bạn chỉ cần bật như mình thôi. Đó, mình mới chỉ bật có hai cái chức năng này thôi. Đó, còn cái những cái chức năng dưới này thì rất là nhiều chức năng thì mình sẽ không test đến nhá. Tại vì là cái thời hạn trong video nó ngắn. Mình biết là chủ yếu các bạn vào để các bạn lấy cái bản slip và các bạn ra luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vượt link để các bạn có thể sở hữu được cái bản slip này. Bây giờ thì mình sẽ đóng game đi nhá. Các bạn thấy không? Nó farm, nó làm nhiệm vụ thì có một lúc luôn là lên cấp ầm ầm luôn. Bây giờ thì mình sẽ đóng đi. Mình sẽ đóng game đi nhá. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách để vượt link, cách để các bạn có thể tải được link ở trên kênh của mình nhá. Các bạn sẽ bấm vào cái kênh YouTube của mình. Đó, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần mô tả của video và bấm vào xem thêm. Đó, đây này anh em ơi, các bạn sẽ bấm xem thêm này. Sau đó thì các bạn bấm xem thêm. Link thì mình sẽ để đây anh em ơi, 50 slip VIP. Đó, các bạn sẽ bấm vào cái link này cho mình. Đó, bấm vào và các bạn sẽ mở bằng cái Google Chrome nhá. Cái máy của mình nó đang mở tự động thì mình sẽ copy lại cái link này. Mình sẽ sao chép cái link này. Mình mở bằng Google Chrome cho anh em. Mở bằng Google Chrome thì nó sẽ dễ hơn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ dán cái link vào đây. Các bạn sẽ dán cái link mà các bạn vừa copy vào đây cho mình. Đó, mở bằng Google Chrome thì nó dễ hơn nhá. Đó, thì nó là cái link đầu tiên nha bạn mọi người ơi. Đó, các bạn bấm vào cái link đầu tiên cho mình nhá. Bấm vào link đầu tiên cho mình. Đó, bấm vào cái link này. Ok chưa? Ở cái bước này thì các bạn sẽ bấm vào tạo liên kết cho mình. Tạo liên kết lấy slip này. Đó, và đợi cho mình 3 giây. Anh em bấm lấy slip. Đó, thì nó mở cho anh em cái bước như này. Ở cái bước này thì các bạn sẽ nhìn cho mình cái bước thứ hai. Các bạn copy cho mình bước thứ hai nhá. Và các bạn để cho mình cái bước thứ ba là 8day.pro. Và các bạn sẽ dán từ khóa vào đây cho mình. Dán vào đây cho mình nhá. Và các bạn cách chữ pro vào cho mình. Đó, nó là 8day.pro đúng không? Thì các bạn cách chữ pro thì nó mặc định ở đầu tiên luôn. Các bạn sẽ bấm vào trang đầu tiên cho mình. Đó, và các bạn sẽ kéo xuống cuối cho mình nhá. Đó, đây anh em ơi. Web 1 giây, continue, các bạn sẽ bấm vào và các bạn đợi cho mình tầm khoảng 60 giây. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bỏ ra 60 giây là các bạn sở hữu được cái bản slip này. Trong cái bản slip này nó lại có rất là nhiều những cái bản slip khác. Cho nên là anh em sẽ bỏ thời gian ra, anh em vượt link để các bạn sở hữu cái bản này. Và các bạn test xem trong cái phiên bản này nó có những cái phiên bản nó ngon nhá. Rất là nhiều những cái phiên bản cần phải get key. Nhưng mà khi các bạn sử dụng phiên bản này thì sẽ không cần phải get key. Nó sẽ tự động active luôn. Rất là ngon, rất là VIP như vậy. Và mỗi một lần các bạn
get kia như này nó cũng là cái động lực để cho mình làm video đó. Cho nên là anh em chịu khó get kia nhá, không những mình mà tất cả các YouTuber khác họ làm về cái chủ đề này, làm về cái game này, họ đều sử dụng cái link dạng như thế này. Cho nên là các bạn chỉ cần bỏ thời gian ra, các bạn vượt link ở trên kênh của mình là các bạn biết vượt link của tất cả các YouTuber khác đó. Và mỗi khi các bạn vượt link như vậy thì nó là cái động lực để cho mình làm, thì các bạn cố gắng ủng hộ mình bằng cách vượt link, ok mình. Và nhớ cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Ở bước này thì anh em sẽ bấm vào continue cho mình đó, bấm vào continue và đợi nó load nhá. Đây là mạng nó kém này anh em ơi, đây nó ok. Bây giờ thì các bạn sẽ copy cho mình cái từ khóa đây đó, copy và các bạn sẽ vào lại cái trang web 1 giây này, các bạn dán cái từ khóa vào đây cho mình, dán vào, sau đó thì các bạn sẽ x bỏ đi đó, sau đó các bạn sẽ bấm nhập mã xác nhận, ok chưa, thì nó mở cho anh em cái bản script và anh em chỉ cần copy cái bản script này anh em dán vào game là nó sẽ mở được ra. Mạng nhà mình nó kém các bạn ơi, nó không không load được trang. Ở cái bước này thì anh em sẽ bấm tôi không phải tôi là con người đó, sau đó anh em sẽ bấm tiếp tục cho mình đó. Mình lại cứ quen mồm là bấm là tôi không phải con người, tôi là con người, tôi không phải là máy. Nhưng mà các bạn thấy không, mạng nó kém, nó load trang này cực kỳ lâu luôn đó. Mạng nhà mình dạo này nói chung là đấy, mình bật mạng di động rồi mà nó còn lag như này thì không biết là wifi thì nó còn lag đến mức độ như nào nữa đó. Ở cái bước này thì các bạn sẽ bấm tiếp tục cho mình, tiếp tục nhá đó, bấm tiếp tục cho mình, bấm tiếp tục hai lần đó. Bây giờ anh em sẽ bấm get link cho mình, ok chưa, bấm get link thì nó sẽ mở cho anh em cái bước tiếp theo đó. Bước tiếp theo thì anh em chỉ cần copy cho mình cái code thôi đây anh em ơi. Đó, ở cái bước này thì anh em sẽ copy cho mình, bấm copy và anh em sẽ vào lại game đó, vào lại game. Cách sử dụng thì lúc đầu video mình cũng nói rồi, thì các bạn chỉ cần làm như cái lúc đầu video thôi là các bạn sẽ mở được cái link này lên, ok. Thì đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách sử dụng, đều biết cách vượt link, thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hãy cho xem, một cái yêu cầu nhỏ nhoi thôi. Còn bây giờ thì ok, bye bye, chào mọi người.